Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 22. Chúng ta tổ chức lễ viếng Quán Âm Bồ Tát mấy ngày Phật tử về tu tập rất là đông và chương trình rất hoan hỷ, đặc biệt hoan hỷ. Và năm nay máy niệm Phật tặng đầy đủ hết, đàng hoàng đâu vào đó hết, tuyệt vời. Và tượng Phật chùa tặng, nhiều Phật tử rất hoan hỷ thỉnh được tượng Phật đem về, và những đức rất là mừng. Hòa thượng cũng rất là vui khi chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm Phật tử về rất đông, và mọi việc đâu vào đó đàng hoàng suôn sẻ. Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Nên quý vị khi dự một cái chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, thật sự mà nói có rất nhiều cái cảm ứng từ tâm của mình. Vì coi đông người như vậy mà đâu vào đó việc gì cũng đàng hoàng, đâu vào đó ổn định hết. Đây là một cái điều hy hữu vô cùng. Có nhiều người họ nói với những đức rằng một cái chương trình như vậy thầy phải tổ chức ra một cái vị trí y tế như thế nào. Nhưng quý vị coi, từ đó tới giờ chùa chúng ta tổ chức, dù là đông cỡ nào đông đi chăng nữa, mà quý vị biết rằng là mọi việc đâu vào đó suôn sẻ ổn định hết. Quý vị biết rằng có một lần, đây mới là một sự cảm ứng cực kỳ thù thắng. Cái mùa dịch quý vị, mùa dịch mà ở bên Đại Tùng Lâm những đức tổ chức lại Quán Âm Bồ Tát ngay cái nhà văn hóa. Quý vị biết rằng mùa dịch mà bữa đó cũng rất đông, tính ra cũng khoảng 2.000 người. Mùa dịch mà 2.000 người là đông lắm đó quý vị. 2.000 người, hơn 2.000 người, gần 3.000 chứ. Tập trung ngay nhà văn hóa lại dài ra tới, qua khỏi nhà văn hóa và hai bên cánh hai bên nhà văn hóa luôn. Quý vị biết rằng là cái bữa đó tổ chức lại Quan Bồ Tát lại rầm lại quá trời lại luôn. Thì quý vị biết rằng á, xong á, công an ta đến đông lắm. Người ta để cho mình lại xong hết, không? Lại xong hết luôn. Thì lúc đó có nhiều Phật tử đến, thấy rõ ràng. Lại xong hết luôn, khi đi ra người ta đều test hết hoàn toàn, đi coi coi có nhiễm bệnh không. Mà quý vị biết rằng cái số lượng đông đó nghe quý vị, mà người ta test từng người, test từng người, từng người, từng người. Các cụ của mình ngồi góc này góc kia mà lại qua âm xong sức hôi ướt mình, thêm nữa ngồi chờ rất là lâu mà già. Uy tín test hết tất cả khoảng 3.000 người, không có một người nào mà dương tính, không có. Thấy vô cùng là hy hữu, vi diệu không? Mà đó là mùa dịch đó nghe quý vị, mùa dịch đó, mùa dịch mà tập trung khoảng 3.000 người lại Quan Bồ Tát á. Bởi vì Hòa Thượng mình ngày tin Phật Bồ Tát dữ lắm. Hòa Thượng mình ngày nói rằng là chỉ cần nhiệt tin vì chúng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi mình đâu. Chỉ cần cực lực nhiệt tin vì chúng sanh, Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ bỏ mình đâu. Hòa Thượng thường dạy như thế như vậy. Ông chỉ cần niệm niệm vì chúng sanh, ông sẽ làm được. Những gì ông muốn làm, ông sẽ làm được. Cái tâm những đức với tâm Hòa Thượng, hai thầy trò như nước với sữa hòa với nhau. Hòa Thượng nhiệt tình xây chùa vì chúng sanh, những đức nhiệt tình nuôi chúng sanh, tin Phật Bồ Tát, hữu cầu tác ứng, nhiệt tình hết mình, niệm niệm vì chúng sanh.
Nên Hòa Thượng mình ngày càng già, ngày lớn tuổi, ngày càng đẹp, ngày càng vui. Quá hoan hỷ mà. Thì vì biết lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm xong, bữa nay 20 thì một số Phật tử người ta qua bên hộ pháp, như Đức phải tổ chức một khóa tu buổi sáng cho người ta, để người ta được qua bên hộ pháp, để người ta được viếng thăm bên hộ pháp. Vì nhiều người nghe như Đức giảng, đa phần đều biết hộ pháp, nên người ta qua bên hộ pháp, ta hoan hỷ lắm. Và như Đức chia sẻ Phật pháp, phóng sanh cũng thiết thực, khoảng 10 giờ mấy là xong. Một chương trình lễ viếng Quan Âm Bồ Tát cực kỳ đông, bởi nhiều người người ta đến mà người ta nhìn mà người ta nói rằng không tưởng tượng được. Cái này chỉ có trong Phật giáo mới làm được điều này. Quý thầy sắp xếp, có Phật Bồ Tát gia hộ, quá hay. Đông người như vậy mà mọi việc đâu vào đó ổn định, quý vị nghĩ. Quá hy hữu, không tưởng tượng được quý vị. Thật sự không tưởng tượng được. Mọi mặt đâu vào đó đàng hoàng. Đồ ăn thức uống, nấu ăn xin xuất. Ban tổ chức nấu ăn nấu cực lực nhiệt tình hết mình mà nấu. Mọi mặt đâu vào đó được hết, ổn định. Anh em làm việc nhiệt liệt nhiệt tình, không có chuyện gì xảy ra kinh cãi, cự lộn cự lào. Đây là vì thấy hy hữu không? Chứ đây là cảm ứng chứ gì? Đây là cảm ứng chứ gì? Vì coi nhà mình có 2-3 đứa con thôi, mà khi một công việc gì mà nó còn tranh cạnh nhau, nó cự lộn, nó nói làm nhiều làm ít nhau, anh em ruột, và khi chia của cải mà còn nói chia nhiều chia ít, đúng không? Vì mà bây giờ con nhiều cha nhiều mẹ mà tập trung ở một nơi, nhiệt tình cực lực, mỗi người mở khâu, mỗi người mở công chuyện làm, mà ai làm cũng vui vẻ hoan hỷ, vì nghĩ đặc biệt cỡ nào? Đúng là quá thù thắng. Chỉ có nền giáo dục trong Phật pháp, chỉ có cái nền giáo dục dạy nhân quả hay. Con người người ta tự nhiên ai cũng phát tâm quá nhiệt tình, hết lòng nhiệt tình cực lực để mà phục vụ đại chúng. Những đức nói mình phải tin Phật pháp có một cái nền giáo dục quá hay. Quá hay quý vị. Đó. Một cái lễ viếng Quan Âm Bồ Tát mà đúng là đông người, từ mấy chục ngàn người mà quý vị nghĩ không đơn giản. Mà nhà chùa từ tượng Phật, từ máy niệm Phật tặng. Đúng là một cái chương trình mà nói là tính toán, suy nghĩ, sắp xếp. Phật Bồ Tát gia hộ kết hợp lại quá nhiều thứ mà chúng sanh được về lợi ích như vậy. Đúng là xây một ngôi Dạ Lam cực kỳ xứng đáng. Tuyệt vời. Ai được cái máy niệm Phật là mừng, người ta vui. Ngày lễ viếng âm tặng máy niệm Phật, đưa máy lên. Khắp nơi nơi người ta coi, người ta hoan hỷ lắm quý vị ơi. Bởi vì Như Đức nói rằng mỗi một chương trình lễ viếng nên có một món quà gì đó tặng cho Phật tử, người ta vui lắm. Có món quà gì đó tặng cho người ta. Nên á, ngày mùng 8 tháng 4, ngày Đức Phật đản sinh, ngày âm lịch nghe quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ tổ chức đúng một ngày một thôi, bên đầu chàng ba. Đúng một ngày một, nhưng đó không biết bữa đó thứ mấy, nhưng làm đúng một ngày một. Một ngày ngay lầu chàng ba. Thì khi chương trình xong hết, chúng ta thêm một buổi cộng tu bên hộ pháp bữa mùng 9 tháng 4. Cộng tu buổi sáng một chút thôi, rồi chia sẻ Phật pháp xong, quý vị được qua hộ pháp xong, quý vị đi gì. Nhưng cái ngày Phật đản chỉ đúng một ngày là đạo tràng ba. Những đức sẽ đặt đèn bông sen, thấy không? Kỳ này những đức sẽ đặt đèn bông sen. Những đức sẽ chia sẻ và Phật pháp thêm 1-2 bài nữa để trong cái đèn bông sen, để cho vị để trên bàn thờ. Và những đức cũng đem cái bài giảng mà ở trong cái năng lượng niệm Phật để vào cái đèn bông sen luôn. Nhưng nghĩa là đèn bông sen thay đổi lại một chút xíu, để cho quý vị lúc nào cũng bật được, mọi chỗ, mỗi chỗ đều bật được. Rồi tặng quý vị một cái đèn bông sen. Ngày đó có chương trình tắm Phật, mùng 8 tháng 4 có chương trình tắm Phật, mà những đức chỉ bố trí cho một số người ít đại diện tắm Phật. Còn tất cả Phật tử đứng lên, cầm đèn bông sen đưa lên gì nè. Cầm đèn bông sen đưa lên gì rất đẹp.
ý là giống như cúng dường ngài Đức Phật đản sinh đến với cuộc đời này. Còn đại diện cho tăng ni trong chùa, cư sĩ nam cư sĩ nữ trong chùa chừng hơn 200 người để đại diện tám Phật thôi, ngài Phật Đản nhiêu thôi là được rồi. Máy chiếu thiệt là lớn, máy phim quay ngay chỗ tám Phật, đưa lên máy chiếu và Phật tử khắp nơi nơi, rồi Phật tử tại cái chương trình Phật Đản của chúng ta đều đưa đèn bông sen lên gì, rồi bắt cái điều niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni vang 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 lên, chúng ta cùng niệm theo, thì cái chương trình tắm Phật của chúng ta cực kỳ trang nghiêm, tuyệt vời. Còn nếu lấy nguyên cái số lượng đông đó mà tắm Phật sẽ không được trang nghiêm, nên chúng ta tổ chức như vậy. Và mỗi một người như Đức sẽ tặng cho một cái đèn bông sen ngay ngày Đức Phật đản sinh, ngày mùng 8 tháng 4. Còn ngày mùng 9 buổi sau sáng thì quý vị đi qua bên hộ pháp, ai sắp xếp được thì cứ chương trình như vậy mà sắp xếp. Nên chương trình lễ diếu ham xong, những đức đã tính tới chương trình Đức Phật thành đạo, để cho Phật tử có cơ hội được về chùa, để cho nhiều người được có cơ hội được về chùa, để được nghe pháp, được tu tập, được niệm Phật, để đem những pho tượng mình thỉnh đem về nhà thờ ở nhà và biết thời khóa tu và nghe được nhân quả trong nhà Phật dạy. Cái việc này cực kỳ quan trọng quý vị, quan trọng lắm luôn á, những đức nói rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nên mỗi một người hết sức là trân quý cái nhân duyên tuyệt vời này quý vị à. Nhân duyên này tuyệt vời lắm. Đó. Rồi mỗi ngày được nghe pháp, bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ nghe pháp. Bao nhiêu Phật tử ở gia đình mà nghe những đức giảng những điều rất đơn giản mà cởi mở tâm tư. Cái câu mà nhiều người rất là tâm đắc, thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì. Nhưng chúng ta thì thích than vang đúng không? Than vang rồi nghĩ lại, than vang có được gì đâu. Thôi vui trả phước cho rồi, niệm A-di-đà Phật. Nên trong cái quạt thôi cũng là đem tịnh độ giới thiệu. Quý vị vui, quý vị buồn đều niệm A-di-đà Phật. Vui buồn đều niệm A-di-đà Phật. Ở trong cái quạt này có trang của chùa hết. À. Bao nhiêu lời chúc tụng tốt không thể nào đến với người con bất hiếu. Bao nhiêu lời chúc tụng tốt không thể nào đến với một con người tâm địa xấu. Nhớ nghe quý vị, tâm địa không tốt thì bao nhiêu lời chúc tụng tốt không bao giờ đến với tâm địa của người không tốt. Phải nhớ kỹ chỗ này. Khi mình hiểu được những nguyên lý này rồi, xin thưa quý vị, chúng ta áp dụng Phật pháp sẽ được lợi ích rất là lớn. Qua lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi lần một chương trình lễ của Phật Bồ Tát, trong lòng những đức càng tăng thêm tín tâm tín nguyện về pháp môn tịnh độ. Vì gì? Vì thấy chùa mình tổ chức chỉ là thật chắc hướng dẫn người ta tu. Về hình thức bố trí trang trí, những đức không có làm những điều đó nhiều. Thà những đức lấy những đồng tiền mà hình thức để làm máy niệm Phật, máy nghe pháp tặng cho quý Phật tử, hoặc là một cái quạt như vậy thôi cũng là một món quà nhà chùa tặng cho anh ta. Một cái quạt gì thôi cũng là một món quà mà nhà chùa tặng cho anh ta. Thiệt tình quá ý nghĩa quý vị, rất là ý nghĩa. Nhiệt liệt hết mình cực lực đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho tất cả chúng sanh khắp nơi nơi được nhờ. Pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm. Pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm. Phải gây dựng tính nguyện cả đời niệm Phật. Chính bản thân những đức đã cảm giác điều này vì sao? Những đức toàn là ở trong chùa, mà chỉ có một câu Phật hiệu mà thành tựu thù thắng như vậy. Bao nhiêu bài chia sẻ Phật pháp cực kỳ sống động đơn giản. Có một con người gì? Chỉ có một câu Phật hiệu. Tuy nói là một câu Phật hiệu, nhưng chân thật niệm một câu Phật hiệu này thì hiểu biết rất rất nhiều thứ. Hiểu biết rất nhiều thứ. Có cái cô này, cô đến dự lễ viếng quan Bồ Tát mà cô nói như thế rằng: thầy biết lúc trước á thầy, con bị một cái bệnh cái đầu con gì nè thầy. Khi trả lời ai, thí dụ người ta hỏi cô lúc này khỏe không, nói cũng khỏe chị, cũng khỏe. Cô
bữa nay có làm gì không? Dạ không chị, không chị, không chị. Chị nghĩ cái đầu lắc suốt vậy đó. Khi cô nghe mình giảng pháp của niệm Phật, khi mà cô gặp những đứa cô nói chuyện, hai hàng nước mắt cô chảy xuống. Cô nói thầy ơi, Phật pháp cứu cuộc đời con. Thầy biết rằng khổ lắm thầy, đầu lắc suốt. Từ khi nghe pháp thầy vui vẻ niệm Phật này kia lễ Phật, hai năm nay bây giờ đầu hết lắc. Ngày xưa cũng vậy, có cái bà lắc đầu, lắc đầu, cũng là nghe pháp niệm Phật mà hết lắc đầu. Quý vị biết rằng rất nhiều người học Phật có những cảm ứng cực kỳ thù thắng, có những cái cảm ứng cực kỳ thù thắng, nhưng phải tin, phải chân thật tin quý vị à. Đó. Nên bệnh đau gì đi chăng nữa bác sĩ chạy, nhưng quý vị mà nghe Phật pháp an lạc vui vẻ niệm Phật là chắc chắn quý vị sẽ có sự chuyển biến. Nên Ấn Tổ này nói rằng người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thấy không? Tin nghe. Tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Lòng tin này phải cực kỳ kiên cố, phải nhớ nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.